mình thấy năm nấm đâm trùng hạ thảo, không biết phải không này, nhưng mà nó mọc từ ở cái con gì lên nè, cái vỏ trứng nè, vỏ trứng của cái con gì á. Mọc từ cái vỏ trứng lên rồi bà nắm nhìn kinh khủng. Này ăn vô chắc nằm ngửa luôn. Đây nè, đây chắc vỏ trứng của con tắc ké nó mọc ra như này, trời ơi. Thôi ghê quá. Hai, chào cả nhà nha. Thì sáng nay mình sẽ công bố mini game ấy. Thì mình không biết sao nha, mình thấy là những cái móc lẻ thì anh em tham gia mini game rất nhiều, muốn móc lớn móc chẳng thì anh em tham gia mini game rất ít ha. Thì thật sự mà nói rất cảm ơn tất cả mọi người đã bình luận mini game của mình ha. Thì trước khi mình vào công bố kết quả thì mình có này mình chia sẻ với anh em, đó chính là có một bạn mới vừa hỏi mình tại sao cặp chồng màu bạch ở nhà người ta đẻ rồi nhưng mà khi mua về á thì nó lại không đẻ. Thì nó sẽ có hai nguyên nhân ha. Một á là cái anh chủ á là con chim nó không đẻ rồi người ta mới bán cho anh em. Thì cái câu mà mình hay nói chỉ có thằng ngu mới đem bán chim đi đang đẻ mà đi bán thôi. Và cái hai nữa có thể là do môi trường của mình, nhưng mà mình thấy cái AV của anh đó là làm rất là ok, rất là đẹp, và cây có bên trong anh đó bố trí rất là ok luôn. Mình không biết ảnh chơi cây kiển không nhưng mà thấy AV đó khá là ổn nha. Thật sự mà nói cái đó thì mình không phải nào mình biết được là ai thật ai gian hết á, nhưng mà đối với những người mà chơi chim cảnh đó thì mình thấy là như vậy. Đây nè, mình cho anh em xem sơ nè, cái AV rất là đẹp đó, cây bố trí như thế này mà hỏi sao mà trồng màu mà không đẻ, khú còn đẻ nữa chi nữa trồng màu đó. Cho nên là mình không biết lý do, có thể là do cái phần là con đó ở nhà người ta không đẻ thôi, chứ thật sự nói nếu mà thật sự quay cái clip hay là cái gì đó đẻ thì cũng khá là dễ thôi, quay một con là đẻ và bán những cái cặp khác thì cái đó là do những người họ tráo chim hay này kia nọ. Thì mình cũng nói với anh em rồi, khi mà bắt những con chim mà đang sinh sản thì anh em chịu khó anh em xem và coi cho kỹ ở phần đó ha. Ok, giờ thì mình sẽ công bố cái quả mini game ha. Thì hiện tại là có tổng cộng là 116 bình luận ha. Đây mình sẽ xem và anh em xem ha. Nói chung là con này mình để trên da mình chơi bữa giờ thấy hương lắm, nó cứ kheo thôi nè. Và đặc biệt anh em thấy không, nó có gì không mình không biết nó sau này nó có trắng trắng dưới không, nhưng mà nè cha nó là con bò mung ngược xám, mẹ nó là con bạc má Quảng Nam, nhưng mà mình không biết nó sẽ giống ai ha. Và mình đang ra cái vườn hoa hướng dương của mình đây, anh em xem ha, anh em nhớ cái hoa hướng dương này nha, chứ mấy cái kia là nó chưa có nở ra cánh nhiều đâu nha. Mình sẽ đếm cây này ha, mình sẽ đếm trước rồi sau đó mình sẽ công bố sau ha, chứ này mình sẽ làm dấu cho nào đi cho nó dễ ha, nhỏ cánh trước ha, nhỏ cánh này đi là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Ồ sao hay hả? Chẳng luôn. 30 cánh nha cả nhà. 30 cánh hoa hướng dương nha, mình nhổ một cánh mình quăng dưới đất nha. Cái cánh này mình nhổ mình quăng chứ không phải là nó rụng nha. Tại bữa mình nói là rụng mới tính là mình không tính. Đó, cái này là hồi nãy mình có bứt, mình bỏ xuống. Ê, đó. Nè, nó cứ xuống dài mình cái nó lên nè. Tổng cộng để mình kiếm chỗ mình ngồi, không đứng luôn đi. Giờ bắt đầu mình tra kết quả ở đây ha. Mình sẽ vào em sử dụng ha. Đây có tổng cộng 116 bình luận. Và mình tìm mới nhất ha. Tại như mình đã nói là có hai giải ha. Một giải là mình sẽ tặng một cây lồng, anh em tự chọn, mình ra vừa chim. Và một giải đó, đó chính là khuất trứng hay là khuất chống co giật hay là khuất gì đó bên mình ha. Mình có ba, tổng cộng 3 loại thì anh em sẽ được quyền chọn một loại anh em thích. Và lòng cũng vậy, mình sẽ ra bữa chim và anh em gọi trực tiếp cho mình ha. Thì anh em nào trúng thì anh em xem video này thì anh em alo cho mình hoặc là anh em gọi Zalo cho mình ha. Để mình hướng
để mình đi ra mình lựa, hay là anh em nhắn tin địa chỉ cho mình để mình gửi tới ha. Ok, tổng cộng là 30 bông nha. Không biết có ai không, nhưng mà nãy mình lướt mình thấy có rồi đó. Đây đây bọc bạn nè. À, mình thả like cho cái ha. Rồi ok, tí nữa bạn Phi Bảo bạn nhắn tin hoặc là gọi cho mình để nhận ha. Bạn là người đầu tiên trúng ha. Bạn này là trúng cái lồng ha. Đã quên đọc số điện thoại cuối nữa là 8673 ha. Đó. Một bạn. Và mình tìm một bạn nữa ha. Mình ra ngoài trời nó hơi chó chó, cái gì anh em không cảm nha. Đây hai mình cũng không biết có gì không. Ba mươi hai cái, 55, 90, 48, 38, 59, 51, 28. Nếu mà mình ngồi mình lướt thì nó rất là dễ, mà vừa lướt vừa quay thì nó hơi khó ha. Ta phải nhìn qua cái màn cam nó khác chứ là nhìn tên điện thoại. Có bạn 29 nè, xém luôn. Nếu mà không ai trúng 30 thì bạn 29 nó sẽ là người trúng ha. Tại mình nói là gần đúng cái số thấp nhất. Ủa nãy mình lướt mình thấy có số 30 nữa mà ta. Hay là của bạn Vi đó ta. Để mình rút lại cái nữa nha. Quán dương 45, 79, 23, 66, 35, 32, 73, 20, 28, 38. Nói chung là mình sẽ chọn ai có trên này nha, chứ có nhiều cái bình luận anh em đó, anh em bình luận rồi anh em mất tiêu, mình cũng không biết ở đâu nữa. Thật sự mà nói là như vậy luôn á. Nhưng mà anh em chịu khó chứ. Chắc hỏi là người ta spam anh em hay là bị cái gì đó, hay là mình cũng không biết được. Hoặc là nó vi phạm cái gì á. Hoặc là kênh của mình nó đang bị trục trặc gì đó thì người ta sẽ không có hiện lên. Rồi nói chung là hiện tại thì chỉ có một bạn Bảo Vi, Vi Bảo gì hồi nãy, bạn đó là trúng cái gì? Đoán đúng ha, giờ thì là sẽ là cái con số 29. Đây. Đây đây đây, bạn này có nè, em đoán số 30 nè, số 30 đây mình không thấy. Đây, bạn Văn Thuận. Và số điện thoại cuối là 346. Ủa sao giống điện thoại mình dữ vậy? À, cái này không phải mình quen mình đâu nha anh em, đừng ở ấy nha. À, nói chung là nếu mà khi nào mà mấy anh em mà nhận quà được rồi, anh em có thể là comment bên dưới cho mình ha, để có thể là nhớ anh em khác, để mất công mà người ta nói mình đưa người nhà vô. Thật sự nó chơi những cái này là không có, mình không có đưa người nhà là vô đâu anh em, đừng có lo. Kể cả những con chim mình tặng cũng vậy, toàn anh em nhận được không à, chứ người nhà mình không ai nhận được đâu. Ok. Ok, vậy ha, là có hai bạn, thì hai bạn khi mà xem được video này thì nhắn tin liền với mình nha, để có thể là nhận được quà sớm nhất từ mình ha. Thì 30 cánh ha. Tại thì cái vườn này của mình á thì nó đang ra hoa, chưa có trái ha. Nếu mà có trái thì anh em nào cần giống á thì cứ liên hệ với mình sẽ gửi cho. Thì thật sự mà nói là nhiều anh em xin mình cái này lắm, để về là trồng cho chim trồng màu ăn á. Thì cái này thì trồng màu ăn rất là khoái ha. Cái này được gọi là dây bình bát dây ha. Mình trồng khá là nhiều, mình trồng luôn cả hổ qua với lại mồng tơi nè. Thì hồ mồng tơi này mình dành cho cô gái ăn. Còn mấy cái này thì mình cho khú, cho mi, rồi cho mấy con trà màu á, đó, nó ăn mấy cái này nè. Rồi khanh tước nữa. Thì anh em nào cần á thì cứ liên hệ với mình. Thì nói chung là hiện tại thì nó đang ra trái sơ sơ rồi. Cũng khá là nhiều á nè ha. Mình trồng len lỏi ở trên cái mái tôn của trường trùng khú mình đó, nó vẫn mọc bình thường.
để vừa làm bóng mát cho cây và vừa làm cái này kia nữa. Đấy nè, thấy không, nó ngồi tên dai mình nãy giờ nó không có đi đâu hết á, sướng cái vậy đó. Anh em bắt nó xuống thì cũng nhẹ nhàng thôi, chứ đừng có làm nó hoảng thì sau này anh em cũng khó bắt nó lắm. Màu nó thì nói chung là nó cũng không có sáng mà cũng khú cho bò lắm, tại vì nó đã là cha nó là ngực loang ngực xám rồi, mà mẹ nó thì lại là mấy bạc nữa. Cái này mà con mẹ bò mung nữa thì mình không biết nó như thế nào luôn. Anh em nhìn màu đá không? Chắc mình đổi ý quá. Mình chơi nói chung là anh em mà bắt sớm thì còn thầy có thôi, chứ mà mình chơi chán, mình chơi mà mình thoái nó rồi là mình không có chia đâu nha. Giờ thì mình còn tặng thì mua cái con khú cho bò đó nha, chứ không phải là mình tặng con chim thì thôi nha. Đây. À, giờ thì chắc chắn là mình sẽ quay video rồi, mình nếu mà những con chim con như này mình sẽ quay cái mặt mình vô. Cái hai nữa mình sẽ tràn xuống phổi nằm dưới ở ngay giữa để những người khác không thể nào mà ăn cắp video của mình chia sẻ bán cho những người khác được. Và đặc biệt con này á, nó có một cái khác ở mấy con khác á. Rồi em nhìn thấy gì không? Mình không biết sao nha, cái dòng mắt của nó là màu vàng. Đây nè. Đó, những con khác của mình, mấy con bò kia của mình á thì vòng mắt của nó ấy. Nó cứ lên dài miếng nó quen cái nó nhảy vô mặt không à. Tập như vậy thì nó ở lên người mình nó chơi thôi. Ok vậy nha, chắc mình cũng xin kết thúc với tại đây. Thì hai bạn alo cho mình ha, hoặc nhắn tin cho mình để nhận quà ha. Còn các bạn Vi đó thì mình sẽ ra bữa chim. Thì khi nào mà bạn rảnh á thì bạn alo cho mình để gọi video. Rồi mình ra đó mình chọn lòng ha. Thì lòng thì mình có nói rồi, đó chính là lòng khú 68 nan ha, lòng khú mi. Thì bạn chọn nào chọn. Ơi, gọi nhảy xuống rồi. Giờ chắc cũng xin kết thúc với tại đây ha. Chào tạm biệt mọi người nha, hẹn mọi người sau ha.